Dở cái nào con? Dở cái áo lên thấy hai cái chân xuống. Dở cái chén xuống. Cái này qua vậy à? Của thầy cô. Thầy cô là đưa bằng đúng không? Thầy cô đó về sắc bà như cô. Đây là cái gì? Tóc đanh của sư phụ cô Hồng rồi quý vị. Hồi đó là ngồi sát bà Thượng đó, khi thầy hình dáng xuống rất là lạ lẫm luôn. Cái này là đó hai chân đó. Để lên hai chân á, còn chính giữa không dám mở, là chính giữa sắn có như đường gút mình vậy đó. Dạ, cô Hồng bận may cái áo giống như là để mình tưởng nhớ tới sư phụ mình đó. May áo bận lên đó. Nè, rồi dòm nè, dòm ngang đó, đây nè, dòm như là phụng vậy nè, con dòm vậy nè, y như phụng vậy đó. Tự động luôn hả cô? Tự đanh lên luôn, tóc dài như cô nè. Cái bắt đầu cái từ cái bắt đầu cái người con gái á, xin để làm tóc mượn. Rồi cái tự dưng cái lòng bàn tay nó xiết về chảy nè. Chảy lại. Xiết lòng bàn tay. Tóc chảy xiết luôn hả? Tóc nó xiết vô lòng bàn tay. Chảy ra không được luôn. Không, rồi bắt đầu mới thấy vậy cái sư cô mới gỡ ra đem về chùa dắt hương á cho thầy tụng. Cái ông thầy tụng kinh xong xuôi, tại vì ông thầy của cô là bên trên chùa dắt hương nữa. Đó, rồi tụng kinh tụng xong rồi từ từ đanh lên vậy, nhưng mà ngày một lớn. Hồi lúc mà xiết cái tay làm số lượng tóc gì không cô? Không, lúc là xiết cái thấy xiết tay là sư cô biết rồi, sư cô mới là đem về chùa cái tụng ví cái đanh lên thành người. Tự động lớn. Không, lớn là mấy năm nay cô bước về đây thờ. Rồi mỗi năm từ từ lớn dài ra vậy đó. Cái hồi đó là cũng còn nhỏ. Đó có hai cái tay rồi hai cái chân luôn. Đó, cái này thấy đẹp nè. Cái này cũng là một cái hiện tượng giống như là đó. Tâm linh rất là hay á cô. Thì quý vị cô tổ cô nói là tóc này đó của sư phụ đó con. Sư phụ đó. Thì tự động tóc một cái hai tay và hai chân luôn con. Hai tay hai chân luôn, với chân đã vô dạng chụp được không? Quay lên. Hỏi quay lên mình để lên bắt cái ghế lên cái mình dở. Thôi được rồi. Được rồi. Cô để thôi. Được. Quay về cũng được. Đó, nó ngang như đầu khủng vậy đó. Quý vị có cái đầu cao lên vậy. Giống như cái đầu phụng, mình nhìn xa xa thì mình thấy giống như cái sừng đó hả? Quá phụng mà mình ngó vậy là y như quá phụng đó. Ngó ngang ha, đẹp ha. Tại vì ngó ngang mình bị cái kiến á, bởi vì cái kiến nó có vậy đó, coi có mắt đàng hoàng. Đó, ở đây vậy là cái góc này quý vị sẽ thấy rõ hơn. Tóc cái gì của tổ cô của đó, dưới đây là hai cái chân nè quý vị, đó đen đen nè. Cái tay đó thấy không? Dạ. Dài tay đó thấy không? Hai cái tay. Là mỗi cái tay bên kia đó quý vị lòi ra nó hai tay luôn. Ồ, quá hay ha. Đó cái hình của ảnh nè. Dạ. Đó là bả. Cái hình cô trên đó. Dạ. Cô Hai Hồ Quỳnh. Cô Hai Hồ Quỳnh là tóc của cô thôi. Đó của cô. Cô Hồ Quỳnh. Mỗi ngày để vậy tự động mọc ra luôn. Tự động rồi dần dần lớn dần đó. Còn hồi đó là đánh lên vậy rồi xong rồi là bắt cắt không à, cô không dám được. Rồi nghe nói cô cất chùa này nè, cái bắt đầu nói thôi giờ đem về dưới này đi lễ thờ. Tại vì đó là sư cô là về sắc bà. Rồi bây giờ tới mình kế ngôi mình về cái bắt đầu nói thôi vậy là cô mất rồi, cũng theo bà về dưới này rồi. Thì thôi giờ đem này về, đem cái tóc đanh của mẹ đem về dưới này thờ. Lúc cô cắt chùa là cô Hai còn hả? Mất rồi. Thầy cô mất rồi. Bữa nay rồi chị rồi là má của cô Hai, của chị, của con của cô Hai đứa con gái mới đưa. Còn cái chùa của cô, thầy của cô là trên chùa Bà Thượng. Bữa nay thấy thần sắc của cô Hồng rất là rạng rỡ luôn quý vị. Làm như về đến điện bà điện nhà ha, thần sắc khởi lên rất là rõ luôn. Mình đi mình phải ẩn chứ, đi xa là phải ẩn chứ. Kiểu như hồi đó thầy nói hoài à, con à, mình người tu thì mình nên cũng như đừng nên là cá, cũng như đừng nên là những loài khác, cũng như cá nổi.
những con cá, con cá linh hoặc là cá cá dư linh rồi mấy con cá trắng đó, còn là loại cá nổi ở trên thì con mình đừng như những con cá đó thì khó thu lắm, thà là cũng như con cá lóc cá chê vậy, cứ việc ở dưới nước đi. À, cái chuối nào nước à. Cạn đi rồi lòi lên, còn nếu mà mình nổi á, mình nổi là người ta vớt mình con ơi, thôi mình người tu đừng nên hơn thua. Đó, đó cho nên là ẩn ẩn không mà ai đi hỏi gì cô Hồng. Cô Hồng rồi sao? Đó. Chứ đừng có nên thành thử ra cô Hồng à. Dạ. Dạ cô Hồng thợ cái tóc đanh này là được bao lâu rồi cô Hồng? Trời, cô Hồng thợ là cũng 20 năm rồi. 20 năm rồi hả? Tại vì khi cô dựng cái chùa này là bắt đầu cái chị Hai mới kêu thôi nghe nói vậy em thờ vậy em thỉnh cái cốt của mẹ đi về dưới này thờ luôn đi. Đó. Thấy mà sau này đó cái đem về thờ rồi thì nói nào ngay mấy hàng đệ tử cũng có người thèm lắm muốn lấy, nhưng lấy không được chừng nghe mất rồi, nói là chị Hai xui nữa, lúc đó bà đang bệnh. Yeah. Cái lên nhập đồng lên cốt đổ thừa, tại vì đem cốt bà này đi về dưới này rồi cho nên mới bệnh. Cái tới viên cô Hồng lên trên núi về dỗ thầy, cái mới nói là như vậy cho xin lợi, cái mình nói ăn nói kỳ vậy. Hồi đó tôi rước cô về là có trống có kèn, mà tôi không có xin, mà kêu đem về thờ thì tôi đem về thờ, nhưng tôi có trống có kèn đàng hoàng. Mà bây giờ nếu mà muốn rước thì đi về dưới bao xe rồi đi rước trống rước kèn rước về, chứ không có kiểu như lặng lẽ mà ôm về, tôi không có chịu. Cái thứ hai nữa, bây giờ lấy vật làm tin, lấy keo làm tính, nếu cô Hai đồng ý ở với chị thì chị chống kèn rước xuống dưới này rước. Rồi cuối cùng đó là xin keo ba lần, mẹ ơi bây giờ do sự hiểu biết cho nên con xin rước mẹ về, nếu mà ngay ngày đám dỗ của Hai luôn thì con xin rước, thì nếu lấy vật làm tính lấy keo làm tin, bây giờ xin chị Hai xin ba lần cũng được, là đứa con gái của sư cô á. Rồi cái tới cô Hồng nói thôi bây giờ á, nếu mà cô có duyên với con mà cô đồng ý cô ở với con về với con thì cho con xin một keo một à, để chị Hai chỉ đòi cái tóc đanh của cô lại thì xin một keo một rồi. Cái nói thôi vậy là mẹ chịu ở với cô Hồng rồi. Đó là vậy đó, cũng cái duyên. Cô Hồng vừa kể là cô Hồng là đệ tử của cô Hai cái gì? Đệ tử của cô Hai đó. Đó là cô Hai là cái người con của cô Hai đòi lại cái tóc của sư phụ cô Hồng. Xin keo thì không được. Không được, vậy từ ngày đó tới sau là chị Hai cũng không có nói nữa. Không phải đâu, chính chị Hai đưa. Nghe nói bây giờ em cất cái điện lớn lắm, em thờ dưới vậy rồi thì thôi bây giờ là chị tặng, không có gì tặng em, chỉ tặng em là cái đăng tóc của mẹ để về nhà thượng thờ. Nhưng sao ngồi cái chui, cái năm đó gặp bà bệnh hoài, cái bắt đầu mấy đứa đệ tử nó lên á, cái thấy mất tiêu, cái hỏi, cái nói vậy, cái nó đổ thừa. Chứ thực tế là còn chỉ cũng có vậy, nhưng mà vậy cũng sợ chứ, tại đang bệnh mà. Rồi cái trực xin keo không được, cái thôi nín luôn. Thôi, cái chỉ mới nói thiệt cho nghe. Đây cũng là đang cái lúc bệnh, rồi quá. Cái này cũng là cái nhân duyên của cô Hồng. Cái duyên á. Cái duyên mới được. Với Hai nữa lúc đó là chị cô khiến. Đúng rồi. Khiến cái khẩu chị Hai nói. Đúng rồi. Rồi kêu chị Hai là đưa đặng đem về. Cái khẩu chứ ai mà mẹ chứ, mình mà. Đúng rồi, đâu có đưa được vậy. Nhưng mà cuối cùng xin keo không được. Có nghĩa là tổ cô, có nghĩa là cũng có một cái sự sắp đặt sẵn rồi, rồi mới khiến cho cô Hai á là giao cái này cho cô Hồng. Nói tự nói luôn. Chứ cô Hồng không có, chứ đâu có tự nhiên được đâu. Mình như vậy rồi mà mình tham lắm gì, thôi không tham đâu. Nặng cách chứ làm gì. Ngày hôm nay thấy đệ tử của cô Hồng về cũng nhiều dữ ha. Đệ tử cô là giao làm thầy. Hả? Có hồi nãy về cũng có giao làm thầy cũng sắp. Thôi rồi quý vị, cũng một đoạn video ngắn phỏng vấn cô Hồng về cái máy tóc đanh của tổ cô, của cô Hồng. Bây giờ cũng để cho cô Hồng nghỉ ngơi chút xíu, đặng lát là vô lễ. Rồi, cảm ơn cô Hồng nhiều nha. Rồi, bye bye.